Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép lưu hành. Đây là những thuốc bảo vệ thực vật an toàn với môi trường và con người. Song do thói quen sử dụng, thiếu hiểu biết về cơ chế hoạt động của thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, do muốn hiệu quả phòng trừ nhanh nên nhiều bà con vẫn lựa chọn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, thậm chí còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã bị loại khỏi danh mục. Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay trên địa bàn có trên 600 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Hầu hết các cửa hàng đều đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, có một số cửa hàng nhỏ lẻ tự phát nằm ở sâu trong các ngõ, hầu như không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, như không có biển hiệu, ánh sáng không đầy đủ, hàng hóa không được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất, không có kệ, giá kê hàng, hàng hóa để dưới đất. Thậm chí, một số cửa hàng vẫn bán thuốc có chứa hoạt chất chlorpyrifoethin và fipronil đã bị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là các thuốc có độ độc cao, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Khi nào mà có thành lập đoàn thì mới huy động toàn bộ công chức thanh tra chuyên ngành để đi kiểm tra, với cái khối lượng là hơn 600 đại lý mà trên chi cục bây giờ tổng cộng thanh tra chuyên ngành là có 3 đồng chí, cho nên rất khó khăn trong vấn đề kiểm tra. Từ năm 2017 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành các quyết định để loại bỏ 14 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật với hàng trăm thuốc bảo vệ thực vật thương phẩm ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện do thiếu hiểu biết hay vì lợi nhuận, một số cửa hàng vẫn sử dụng. Tôi đi mua thì người ta bán cho tôi cái thuốc này thì tôi mua thuốc này, còn cấm hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết mua. Đấy, về đánh cho được thì hậu quả được là tốt, không được thì chúng tôi lại đánh lại được nữa. Năm 2020, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã kiểm tra 42 cơ sở và đã xử phạt 3 cơ sở vi phạm về chất lượng, 2 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh. Một số cái cửa hàng bán hàng ở những cái khu vực đường làng ngõ hẻm, cho nên cái việc kiểm tra quản lý của các đoàn kiểm tra thì cũng gặp khó khăn. Thường xuyên là không được các cơ quan chuyên ngành kiểm tra rồi là giám sát, cho nên là các cái vấn đề liên quan đến hướng dẫn kỹ thuật để phòng trừ dịch hại cũng như là họ nhập những các cái thuốc cũng không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành trong cái vấn đề phòng trừ dịch hại. Hiện nay đang là thời điểm nông dân tập trung sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho lúa, nhãn và rau màu. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, kinh doanh các hoạt chất cấm, cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, nông dân cũng không nên lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái.